tất. Từ thứ hai là chấm chấm lửa. Cái gì lửa? Từ đầu tiên đúng rồi. Một dụng cụ làm ra lửa. Tất bật. Đúng rồi. Không gì đâu. Một chút. Tất bật. Đáp án đúng. À là bởi vì chưa nhấn được chuông, nó phải có chuông chứ. Cường là một tay ghê gớm đấy. Nhưng mà em nhớ nhá, khi cái đèn nó còn sáng thì của em sẽ không còn nguồn điện vào nữa. Chúng ta đến phần 2 của chương trình Ngôn Tiếng Việt, đó chính là phần giải nghĩa. Phần giải nghĩa, bạn Cường, bạn cứ đứng gần tôi một chút. Cứ đứng hẳn vào đây. Vâng. Hy vọng đứng gần thì sẽ giải nghĩa tốt hơn. Đúng rồi. Thực ra là đứng gần thì tôi mới càng thêm hào hứng, rồi tôi sẽ gợi ý nhiều hơn. Hay là tôi chọn những cái từ nó dễ hơn. Em đứng gần thêm chút nữa. Đúng rồi. Đấy. Đấy. Thế này có phải là gần chưa? Anh thấy hứng chưa? Hứng rồi, rất hứng. Vâng, xin mọi người chẳng có tay ạ. Thưa quý vị, luật của chúng ta như sau. Xin mời. Ở phần thi giải nghĩa, người chơi có 60 giây để giải nghĩa từ và đưa ra gợi ý cho hai người còn lại. Trả lời đúng trong 15 giây đầu tiên, người đoán đúng từ và người giải nghĩa cùng được 4 điểm. Cứ mỗi 15 giây, số điểm lại giảm bớt 1. Người dẫn chương trình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên các từ trong cuốn Từ điển tiếng Việt gồm 36.000 từ của Viện Ngôn ngữ học Việt Nam. Kết thúc vòng chơi giải nghĩa, người có số điểm thấp nhất sẽ bị loại. Tôi bắt đầu tìm từ. Sáu mươi giây bắt đầu. Đây là một từ có hai từ. Từ thứ nhất là đằng sau từ động tác cắm vào thân cây, cắm phi tiêu, cắm. Đấy là từ nhất. Từ thứ hai là từ một trạng từ, một tính từ phập phù. Gần đúng rồi, gần đúng rồi. Từ thứ hai thôi. Tập trung vào từ thứ hai. Phập phành. Gần đúng rồi, đừng giải thích tiếp, giải thích tiếp. Từ này nó rất là, từ thứ hai, nó là đằng sau từ rất là lèo. Đằng sau gì? Từ lèo. Lèo thì lèo, lèo cỏ. Thật là nó thể hiện cái sự nhẹ nhàng. Một cái gì đó. Nó rất là nó nổi trên mặt nước nhưng nó lại rất là lèo. Phập phành. Chưa đúng. Chưa đúng, cái đuôi, phần đuôi chưa đúng. Phần đuôi thì bị thừa mà phải thay thế bằng một cái từ khác. Bốn, ba, hai. Cái từ này nó là múa bổ đầu chim sẻ. Phập gì ạ? Nó là phập gì ạ? Có rất nhiều loại phập trên đời này. Vâng. Không phải phập phành, không phải phập phòng. Phập phò. Mà nó là phập phèo. Phập phèo á? Phập phèo. Anh phải nói ngay đó là từ lấy. Phập phèo, phồng lên rồi lại dẹp xuống tùy theo một tác động của bên ngoài nào đó. Khó thế cơ mà. Tôi sẽ lấy một từ khác dễ hơn để mọi người có điểm, đồng ý không? Okay. Quý vị khán giả, dành một tràng vỗ tay. Tôi sẽ tìm nhanh thôi. Anh tìm từ nào đơn giản thôi. Đơn giản. Rồi, khó quá. Được chưa? Rồi, 3, 2, 1, 60 giây, bắt đầu. Đây là một từ lái có hai từ. Đúng rồi. Chỉ về trạng thái người đang lo nghĩ về một điều gì đó. Một cách là cứ... lơ mơ. Không đúng. Không đúng. Từ thứ nhất nó chỉ trạng thái là nghèo. Thơ thần. Từ thứ nhất là chỉ một trạng thái của nghèo khó. Từ thứ hai là bên cạnh, đằng sau từ, đằng trước từ thánh. Từ thứ nhất là nói về sự nghèo khó. Từ thứ hai là đằng đi kèm với từ thánh. Đấy là từ thứ nhất. Câu hàng. Không đúng. Nó giống, từ đầu tiên nó giống như là một loại tương. Tương bần tờ hàn. Gần đúng rồi, đằng sau thánh. Từ đằng sau liên quan đến từ thánh. Điểm từ, nhấn chuông để trả lời. Cái gì đi với cùng là thánh? Địa danh tương nổi tiếng. Bần bật. Hả? Một là địa danh tương nổi tiếng. Đúng không? Thứ hai là cái gì gắn? Từ thứ hai là nói về một cái... bần hàn. Không đúng. Nó là một cái không có thật. Vẫn còn 10 giây không nữa. Nó không có thật. Một cái ông gì đó trên đúng trời ấy. Ông tiên. Bần tiện. Không, ông trên trời không có nào tên là ông tiện cả. Ông mà hóa phép được.
Bùn bụt. Không, 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 cầm bùn từ đầu tiên thì đúng rồi. Bần bụt à? Thánh Hiền. Bần thần. Đáp án chính xác. Cũng khoai ấy ạ. Khó. Cũng từ cũng hơi hay khó. Hay là do anh giải thích khó quá? Không, anh giải thích được nhưng từ cũng hơi khó. Bây giờ vẫn đang không ai có điểm mà. Dạ. Coi như làm lại từ đầu nhá. Okay. Nào xin mời, người tiếp theo. Em, xin mời. Ok rồi anh ạ. Từ này gồm có hai tiếng. Từ đầu tiên là ngày xưa các cung nữ ấy, hay người ta còn gọi là các phi chấm chấm. Và từ thứ hai là nói chung từ này nó miêu tả là một tâm trạng là người nó mơ hồ. Tần nó... ngần. Chính xác. Gì ạ? Gì? Tần ngần á. Tần ngần. Mà okay. Trang nhỉ? Mình đang trong chủ đề về gì? Về lương ạ. Lương. Thế mà hai từ tôi tìm gần đây nó lại vừa tần ngần, nó lại vừa bần thần. Sao nói đến lương nó lại thế nhỉ? Mỗi bạn cộng cho mình 3 điểm. Chúc mừng. Từ tiếp theo. Bắt đầu tự tin hơn rồi anh ạ. Ừ em ạ, chứ nó vừa rồi nó phập phèo lắm. Ừ. 60 giây bắt đầu. Từ này gồm 2 tiếng. Từ đầu tiên là tác phẩm... tắt đèn của nhà văn Ngô chấm chấm Tố. Và từ thứ hai là chấm chấm lửa. Tất tất. Từ thứ hai là chấm chấm lửa. Cái gì lửa? Từ đầu tiên đúng rồi. Một dụng cụ làm ra lửa. Tất bật. Đúng rồi. Không gì đâu. Một chút. Tất bật. Đáp án đúng. À là bởi vì chưa nhấn được chuông, nó phải có chuông chứ. Cường là một tay ghê gớm đấy. Nhưng mà... em nhớ nhá, khi cái đèn nó còn sáng thì của em sẽ không còn nguồn điện vào nữa. Mỗi người cộng cho mình 3 điểm. Xin chúc mừng. Hết 2 câu rồi. Dạ vâng. Đúng không? Cảm ơn em rất nhiều. Em cảm ơn anh ạ. Bây giờ sẽ là phần của em. Dạ. Bây giờ em không phải bấm chuông nữa. Dạ. Em lên đây. Anh tìm từ nhá. Dạ. Khó hay dễ? Khó hay dễ là tùy anh ạ. Sáu mươi giây bắt đầu. Đây là một từ lái gồm có 2 tiếng, chỉ một cái trạng thái còn e ngại, do dự khi làm một việc gì đó. Thẹn thùng. Từng chia tách từng từ. Nữa đi. Có 6 tiếng, có 6 tiếng gồm có 2 từ và đây là một từ lái, chỉ một trạng thái còn đang đo đắn đo e ngại. Thần thơ. Sáu ký tự. Ngại ngần. 6 ký tự. Định hành động gì đó nhưng mà chưa quyết. E ngại. Nữa đi, thêm dữ liệu nữa đi. Đáng lý lúc đấy mình quyết định ngay có phải tốt không? Đằng này mình lại còn bị cái từ thứ hai ấy, thiên bồng nguyên soái là con gì? Con gì? Thêm dấu huyền. Heo hút. Không. Trạng thái, chỉ một trạng thái đo đắn đo do dự khi mà làm một việc gì đó có 6 tiếng. Còn 10 giây. À 6 tiếng à? Ngập ngùng không phải. Anh bác lại chọn từ khó. Chủ trừ. Chủ trừ, đúng rồi, nó là chủ trừ. Khó thế. Cũng khó anh ạ. Từ đầu tiên không tìm được đáp án, chúng ta đến với từ tiếp theo. Nào. Sáu mươi giây bắt đầu. Đây là một danh từ từ cổ gồm có 2 gồm có 7 ký tự. 7 ký tự từ chỉ một người nông dân khỏe mạnh. Từ đầu tiên á là nguồn chấm chấm gì đó. Lực điền. Lực điền. Chính xác. Đáp án chính xác đó là lực điền. Mỗi người cộng cho mình thêm 4 điểm. Xin chúc mừng. Bạn Cường thân mến. Vâng, cái câu này khó quá. Nhưng dù sao khó thì vẫn có người có điểm cao, có người có điểm thấp. Và bạn là người điểm thấp nhất trong số 3 người chơi còn lại.
Cảm ơn bạn đã đến tham gia chương trình. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn bạn. Ta sẽ đến vòng 3 của chương trình Vua Tiếng Việt. Đó là vòng sâu chuỗi. Nhưng trước khi đến với vòng này, chúng ta cùng xem luật của chương trình. Xin mời. Trong vòng sâu chuỗi, người chơi giành điểm bằng cách sắp xếp chuỗi từ không theo trật tự thành câu có nghĩa. 9 chuỗi từ tương ứng với 9 câu hỏi. Người chơi giành quyền trả lời bằng cách bấm chuông. Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm. Kết thúc vòng chơi sâu chuỗi, người có số điểm thấp hơn sẽ bị loại. Các bạn sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng ạ. Câu đầu tiên, vòng sâu chuỗi, xin mời hai bạn. Tĩnh bạn gửi người Nghệ. Nghệ Tĩnh gửi người bạn. Chưa chính xác. Gửi người bạn Nghệ Tĩnh. Gửi người bạn Nghệ Tĩnh. Vẫn còn cơ hội, chưa chính xác. Tiếp tục. Thật. Vẫn còn gọi. Nghệ Tĩnh gửi người bạn. Không phải. Tiếp tục. Gửi. Tiếp tục. Vẫn còn cơ hội. Gửi Nghệ Tĩnh người bạn. Không. Nó khác cơ. Gửi bạn người Nghệ Tĩnh. À, mình vừa trả lời rồi. Cái gì? Gửi bạn người Nghệ Tĩnh. Đáp án chính xác. Chính xác. Điểm thế này. Gửi bạn người Nghệ Tĩnh. Trong bài Gửi bạn người Nghệ Tĩnh của tác giả Huy Cận, câu thứ hai, vòng sâu chuỗi. Các bạn tập trung nào. Mượt đen con lông trâu. Con trâu lông đen mượt. Con trâu lông đen mượt. Chưa chính xác. Con trâu lông mượt đen. Chưa phải. Con trâu mượt lông đen. Tiếp tục. Con trâu lông mượt đen. Không phải. Con trâu mượt lông đen. Không phải. Con trâu lông đen mượt. Chưa phải, bạn nói rồi. Ừ, thế à, nói rồi. Con trâu đen lông mượt. Con trâu đen mượt lông. Con trâu đen lông mượt. Một trong hai bạn sẽ đúng. Em đúng rồi. Bạn đưa ra là con trâu đen lông mượt. Con trâu đen lông mượt, còn em? Con trâu đen mượt lông. À, bài thơ Con trâu đen lông mượt. Chúc mừng. Chúng ta đến với câu tiếp theo, xin mời. Mời bạn. Mâm cốm kẽo kẹt mâm hồng. Mâm cốm kẽo kẹt mâm hồng. Đáp án chính xác. Câu này khó nhỉ. Câu này khó. Thế là 3 câu rồi đấy. Dạ vâng. Sợ thật này. Này dạ. 3 câu. Có tất cả bao nhiêu câu của anh? Tất cả rồi. Là tức là người ta cứ 5 câu người ta thắng. Thế bây giờ người ta 3 câu rồi. Ừ. Gớm thật đấy. Đấy. Ẩn minh cho thời. Chị Trang cố lên. Cảm ơn em. Cố cũng vừa thôi. Câu tiếp theo vòng sâu chuỗi, nhanh nào các bạn. Sắp xếp hàng họ rồi uống xong ăn. Họ hàng. Mời bà Lâm. Họ hàng ăn uống xong rồi. Họ uống xong rồi ăn hàng. Cũng xuất sắc thế nhỉ. Tại sao bạn có thể nghĩ ra một cái câu mà sợ thật đi. Ngồi ngồi sao ăn, đi ăn hàng xong mà rồi nó câu nó lại hợp lý, dã man thế này chứ. Vâng. Họ uống xong rồi ăn hàng. Có đúng không anh? Cưới em có một tiền hai, có dăm sợi bún, có vài hạt xôi. Họ hàng ăn uống xong rồi, tôi xin cái cháo, tôi lôi nó về. Đã bán em lại đúng. Tiếp theo, mời các bạn. Hôi lấy mồ hôi đổi, lấy bát mồ hôi đổi bát cơm. Lấy bát mồ hôi đổi bát cơm. Không thể sai được. Dạ. Tuyệt vời. Lấy bát mồ hôi đổi bát cơm. Câu tiếp theo, mời các bạn.
Kiếm lương để lời tâm bán kẻ. Chữ kẻ sẽ là đầu tiên. Mời bạn. Kẻ bán lương tâm để bán lời. Chưa chính xác. Kẻ bán lương tâm để kiếm lời. Kẻ bán lương tâm để kiếm lời đã bán chính xác. Xin mời câu tiếp theo. Và nhằm mến sai yêu người duyên phải chẳng. Câu của nó là nghe này. Xin mời. Yêu và mến người chẳng sai duyên. 3, 2, 1, mời bạn. Yêu duyên người chẳng mến sai. Hết rồi ạ. Hết lâu rồi em ạ. Yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người. Yêu sai duyên và mến trong chẳng bài nhầm dạy người. Khờ của nhà thơ Xuân Diệu. Nào, câu tiếp theo, các bạn tập trung. Xin mời. Dỗ phải anh thương mà du lời sao anh dễ. Trong bài thơ Chiều nay ai đẹp hơn anh của nhà thơ Lưu Trọng Lư. Còn 8 giây, mời bạn. Lời thương sao anh dễ dỗ, dễ mà du. Bốn, ba, mời bạn. Lời anh dỗ anh thương sao mà dễ. Thế thì cái du của anh đâu? Hoặc là em bỏ thế thương hay là em bỏ du. Đúng rồi, em sót từ du. Đúng không? Dạ. Hơi tiếc chị ạ. Toàn câu khó. Nào, xin mời, tiếp tục. Rộng dài không đời giữa lặp cuộc trùng đấu nhau. Khó thế. Bạn. Không đâu trùng lập giữa cuộc đời rộng dài. Chưa đúng. Xin mời. Không đâu trùng lập giữa cuộc đời rộng dài. Chưa phải. Không đâu trùng lập nhau giữa cuộc đời rộng dài. Không phải. Vẫn còn. Còn 5 giây. Không đâu trùng lập giữa cuộc. Không đâu trùng lập giữa cuộc đời nhau. Không phải. Không trùng lặp nhau đâu giữa dài rộng cuộc đời. Cái này cũng khó anh ạ. Khó. Đây là câu thứ 9. Em trả lời được 2. Em trả lời được 4. À ghê nha. Chúc mừng em. Chúc mừng Lâm. Như vậy là chúng ta kết thúc vòng thi sâu chuỗi của chúng ta. Và kết quả là một người đạt 4 điểm, một người đạt 2 điểm. Ý em thế nào? Em cũng hài lòng về phần thi của mình ạ. Em cũng đã cố gắng hết mình rồi. Cảm ơn bạn đã đến tham gia chương trình. Dạ. Chúc em luôn luôn mạnh khỏe, thành công và xinh đẹp. Dạ vâng. Lâm cố gắng nhé.